Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tính cách người tuổi Giáp Thìn 1964, mệnh phú đăng hỏa. Ngọn đèn chiếu sáng bóng tối, giúp cho cuộc sống con người không còn tăm tối. Trẻ con được học hành mỗi tối để mở mang tri thức. Chính vì lẽ đó, những người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, có một đặc điểm. Đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng, nhanh gọn. Người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, có tư duy hướng đến tri thức, văn minh. Trong họ có một ngọn lửa bất diệt, thắp sáng trong những đêm trường, tăm tối. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi, tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Bản chất của ngọn lửa, ngoài sự sáng suốt, còn mang năng lượng, nên những người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác. Những người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư, hết mình. Phúc đăng hỏa là ngọn đèn sáng sủa, nhưng bản thân ngọn lửa là một luồng khí nóng, hư tâm, trống rỗng, cùng với tâm lý cải cách, tiến bộ, đi trước thời đại. Vì vậy nên, viễn cảnh trong đầu mà họ xây dựng, xa rời thực tế, ảo tưởng, không có tính khả thi, để rồi có lúc họ phải thất vọng. Mặt hạn chế, trong tính cách những người tuổi Giáp Thìn, đó là đôi khi cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo. Năng lượng của ngọn đèn không phải vô tận như năng lượng tự nhiên. Vì thế, muốn phát huy được ưu thế, và để cho những người tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa, cống hiến đóng góp tốt hơn, thì cần có sự quan tâm, động viên, sự tưởng thưởng, sẽ truyền thêm niềm tin và năng lượng cho họ. Bản mệnh tuổi Giáp Thìn, mệnh phúc đăng hỏa. Bản tính vốn nhẹ nhàng, thảnh thơi, nên không coi trọng tiền bạc, tài vận bình bình. Là người hiền lành, lương thiện, hay giúp đỡ người khác, nhưng cũng dễ tin người. Vì vậy, hợp tác làm ăn dễ bị lừa gạt. Tài vận cuộc đời không nhiều, hậu vận tốt đẹp. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.